Rồi em. À, xin chào thầy và tất cả các bạn. Em là Đoàn Thị Ngọc Linh, lớp CD 17346, giáo viên hướng dẫn là Vũ Văn Định. Đây là bài hoàn thiện của em làm về chủ đề bài up. Đầu tiên là bài móc cắt mũ. Móc cắt mũ thì em sẽ đổ nền ra, sau đó em tách tách sản phẩm bằng công cụ pen với lại Magic Wand. Sau đó em đổ màu, chỉnh chỉnh độ hòa trộn. Logo thì em có ghép logo vào, sau đó chỉnh outer ground cho nó sáng lên. Bài áo với lại ô thì em cũng làm tương tự như thế. Tiếp đến là biển vẽ. Biển vẽ thì em dùng đen để vẽ hình tròn ra, sau đó em đổ nền vào rồi gắn logo vào thôi ạ. Sandy thì em có dùng, đầu tiên là về phần background thì em đổ nền xanh, sau đó em dùng brush để em vẽ những cái hình tròn thế này. Hiệu ứng nước thì em ghép ảnh vào, sau thì em dùng Realism để em hòa trộn nó, rồi em dùng color blend để cho nó đồng độ đồng đồng đều màu. Phần lon nước thì em có dùng 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 outer ground để chỉnh sáng nó lên. Bóng bóng nước thì em cũng Ctrl Z thêm một lớp rồi em giảm opacity, rồi dùng dùng công cụ làm méo hình để nó có hiệu ứng nước ạ. Chữ thì em chỉ đánh chữ, sau đó dùng outer ground để làm sáng lên. Phần poster thì em cũng làm tương tự như thế. Còn đây là phần móc cắt. Móc cắt thì em dùng vaxing boy để em kéo vào thôi ạ. Phần này cũng tương tự như thế ạ. Đây là bài hoàn thiện ạ. Em xong rồi ạ. Chuyển sang cái file móc cái file thiết kế của cái poster tôi xem nào. Đây ạ. Cái hai cái vệt kia là cái gì ấy? Là thước để em căn ạ. Đây. Nó rối quá. Em thử xem là cái brush nước cái màu trắng tôi xem nào. Để nguyên cái vừa giờ đổi màu thôi, chỉ dùng chế độ hòa trộn thế nào. Cái bộ hòa trộn mà sáng ấy chính là cái bộ mà lighten ấy hoặc screen ấy nó mới làm sáng. Lên trên nữa xem nào, Đây ạ. nữa xem nào, nữa không ổn lắm. Mà thực ra cái product nước của mình em làm nó chưa chưa nó chưa ổn ở trong cái này, một cái chai hoặc cái đấy nó phải to lên nữa, bởi vì là nó đang bị rối hình. Cái cảm giác như là chúng ta nhìn thấy cái product nước nhiều hơn là nhìn thấy cái chai, nhìn thấy cái lon. Mà nếu mà em để cái nền nó đã màu xanh rồi, xong đó là cái chai cũng màu xanh, cái brush nó cũng xanh 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 nhẹ như cái kia thì nó không nổi bật hẳn lên, cái nó không tôn được cái sản phẩm lên, rồi nó hơi 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 trung tính. Em thử một cái brush, tắt cái đấy đi, xong là cho cái brush màu trắng ra xem nào. Đổ màu trắng. Cũng mở ra để ra thầy. Ừ thì bờ đất nào cũng được, cứ miễn là em làm đi để tôi xem cái phần nó tôn lên cái dòng sản phẩm của em không.
Dạ. Căn cho T nhỏ lại một chút rồi. Nhỏ nữa vào đi. Nhỏ sao cái quầng nó vừa tầm cái chai thôi. Chứ cái quầng mà nó to hơn cả cái chai cái kia thì tác dụng gì trông. Rồi, enter đi. Căn cho G thì một lớp. Ctrl E một lớp nữa. Bấm bật layer lên. Tắt bật cái layer tôi xem nào. Rồi ok. Bây giờ bấm lại tạo mặt nạ cho cái layer đấy. Lấy cái brush thường đi. Rồi. Bấm vào cái brush thường chưa? Chưa đây ạ. Rồi bấm vào brush thường được rồi. Không, cái brush mềm hay cái brush 30 kìa. Rồi. Bấm vào Không, rồi. đây là đang là ơi. Em chọn ở cái vừa giờ nó đã sang cái đấy rồi. Rồi ạ. Tắt bật cái layer lên, bật cái layer lên tôi mới nhìn được chứ. Đó, bấm vào đấy. Tẩy vào cái phần cái logo phải áp ở trên cái nắp chai đi. Đấy, để cho nó lộ ra cái tẩy nữa, tẩy hết rồi cái bởi vì cái coi như cái quần nó nằm ở sau của cái chai chứ không phải nằm ở trước cái chai. Thế. Thì nó mới có lý chứ không phải bạn các bạn đặt một cái chai và là xong, bởi vì chúng ta phải tạo ra cái hiệu ứng mà nó thành cái nước nó thành cái vòng tròn đấy chứ không phải cái nước mà nó nằm trước của cái chai thì nó bệt. Nhá. Tạo zoom to lên, sửa kỹ cái phần đấy đi. Rồi cả cái lon như giờ mấy cái chỗ mà liên quan đến logo ấy cũng phải tẩy đi. Chúng ta sử dụng brush chứ chúng ta phải biết cái brush dùng nó như thế nào. Chứ không phải đặt cái brush vào là à chúng ta biết cái công cụ chấm hết chúng ta chỉ đặt một cái nền mà thôi. Chúng ta phải biết đâu là cái chính cái phụ và cái nào cần bỏ, cái nào cần để. Đó. Thì mấy cái thông tin của nó ấy, tẩy nó đi một chút để cho nó lộ rõ cái phần đấy. Cái phần bên dưới nó không ảnh hưởng gì nhưng mà trên cái chai với cái lon ấy thì phải hiệu chỉnh ấy. À, ví dụ như thế, tôi nói ví dụ thôi em phải sửa thêm hai cái cạnh hai bên kia kìa. Thì bây giờ cũng phải vừa giờ em đang căn chân tê lại nó đang bị cứng đúng không? Thì Vâng. phải giờ bây giờ dùng một rút thôi hoặc là dùng nào đấy cho nó mềm lại cái cạnh đấy hoặc là căn chân tê nó ra để cho sao nó đỡ bị mất cạnh như thế nhá. Vâng. Chuyển sang bài hoàn thiện đi. Thì đấy về nhà em sửa một số cái như thế thì tôi nghĩ là nó hợp lý hơn. Cái bài đấy thì tổng thể của bài này tôi sẽ ưng mỗi được cái mock-up mũ áo ô thì hôm trước một cái ô tôi đã sửa rồi thì nhờ cái phần mock-up mấy cái kia thì banner, Sandy và poster thì em nghiên cứu thêm để em có một cái bài nó tốt hơn. Chứ nếu mà em để như thế này không thì nó cũng chưa thực sự là ổn lắm. Thì với cái bài này tuy nhiên là về công cụ cũng như là màu sắc tương phản thì cũng gọi là được rồi. Nhưng, em nên cái chai ở trong cái phần banner ngang nên cho to hơn nữa, cả cái cụm này to hơn nữa để làm sao để nổi được cái chai lên nhá. Vâng. Và cái chai nếu mà em để như thế kia thì cái chữ 7 up nó đang hơi ngược, hơi khó đọc ở cái banner ngang này. Hơi Vâng. hơi khó đọc thì em một là Ctrl T nó lật ngược lại cái khu vực đấy và điều chỉnh cả cái cụm nó to hơn lên. Thì bài này tôi cũng sẽ chấm luôn ở bài adjustment 2, còn bài adjustment hoàn thiện thì tôi sẽ không chấm. Với cái bài này adjustment 2 thì cũng sẽ chấm cho em được 7 điểm rưỡi bài này.